Chào đón quý vị khán giả đến với vòng thi đầu tiên. Vòng này có tên gọi là Đâu Mới Đúng. Và tổng giá trị giải thưởng của vòng 1 này là 50 triệu đồng nha. Bây giờ đội nào sẽ thi trước? Số đỏ hay giống tố? Khởi luôn chị ơi. Sao? Số đỏ thi trước đúng không? Mời các em. Giống tố coi để mà rút kinh nghiệm nha. Mời các em quay lại xem câu hỏi. Những loài hoa đặc trưng ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Bắt đầu. Phượng tím là không phải nè. Chị nghĩ là hoa giả quỳ á. Nếu như mà Sơn La, Mộc Châu thì trên đó là giả quỳ, hoa mặn trắng. Hoa mặn trắng Trạng Nguyên, giả quỳ mặn trắng. Trắng có thể. Cái nào chắc chắn nhất đưa đội trưởng vào. Chắc không cần. Trắng hơn. Chị nghĩ là giả quỳ là chắc chắn đó. Giả quỳ là giả quỳ. Chị vô trước đi. Dạ hả? Lên. Rồi. Bỏ Phượng đi. Ủa trời ơi người. Các bạn đứng vào 4 vị trí luôn. Trạng Nguyên, giả quỳ, hoa mận trắng, hoa sen. Hai cô gái xinh xắn này tại sao chọn hoa mận trắng? Dạ tại em nghĩ là trên cao nguyên. Nói chung là em thấy chữ trắng là em thích tiệm vô. Em thích trắng trong khi em chọn tên đội là số đỏ. Phi lý. Còn em sao nè? Hay là em cảm thấy là bị đồng đội mình gài á anh. Hả? Đồng đội gài hả? Dạ. Bạn kêu em chạy qua đây, em tưởng bạn chạy theo chị Hà là vô hoa giáo quỳ. Xong rồi em chạy qua đây, cái bạn chạy một phương trời khác, cái bỏ chị mình một mình ở đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Đội hình như chưa có cái sự đoàn kết ở đây. Không có cái sự gắn bó. Đến xem coi đáp án chính xác là cái nào nha. Mình có tới 3 đáp án đúng lần mà. Anh sẽ công bố đáp án đầu tiên là hoa sen. Đúng hay sai? Mọi người hướng về cái bông hoa sen đang đứng đó. Đó là đáp án không chính xác. Chiếc két sắt đã rơi xuống. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án hoa Trạng Nguyên và hoa giả quỳ. Xin mời đáp án từ chương trình. Trời ơi, sợ quá. Em sợ tối đó, trời ơi. Đừng có rớt xuống nha. Đừng có rớt xuống nha. Chương trình kỳ quá, rớt xuống chút hồn quá. Đây là hai đáp án đúng, hoa Trạng Nguyên và hoa giả quỳ. Chúc mừng. Công bố hai đáp án, phượng tím, mận trắng. À! Chính xác. Wow, tuyệt vời. Yeah. Chúc mừng các em, mời các em ra đây. Các em vừa mang về chế độ của mình số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Kết nối với căn phòng trống xem nào. bản thân cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tụi chị sẽ cứu em ra. Và bây giờ xin mời đội Dông Tố. Loài vật được xem là kiến trúc sư về khả năng xây dựng trong thiên nhiên. Bắt đầu. Chim nhạc này mối biết nè. Mối là chắc chắn. Mỗi là chắc chắn. Hải Ly, chim thợ dệt. Hải cẩu với chuồn chuồn nghĩ không có đâu. Hải Ly. Hết giờ. Em trai, nãy em đứng bên mối, sao cuối cùng em qua Hải Ly vậy? Đó là em biết về con Hải Ly không? Dạ không. Ừ, không biết hả? Chưa bao giờ nghe nói đến hả? Chưa. Ôi trời ơi. Anh sẽ công bố hải cẩu và chim thợ dệt nha. Hai đáp án này có cái nào đúng hay không? Xin mời. Chính xác, chim thợ dệt. Số 1 đáp án mối. Chưa chi mà em gái đã rung rinh muốn té rồi. Không phải tại đứng kế em á anh em. Em chật quá phải không? Dạ em bự quá. Chính xác. Còn lại Chuồn Chuồn và Hải Ly. Để coi đúng hay sai nha. May mắn có mỉm cười với em hay không. Xin mời. Chuồn
Ly. Đáp án đúng là Hải Ly. Chúc mừng các bạn mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Mời các em về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đội số đỏ. Mời các em. Một cái đã tắt đèn, chứ còn lại 4 mà thôi. 4 đáp án và trong đó có 2 đáp án đúng. Câu hỏi nào? Tỉnh nào có 2 thành phố trực thuộc? Bắt đầu. Tỉnh nào có 2 thành phố trực thuộc? Em nghĩ là Lâm chị Đồng. Chị nghĩ không phải là Bình Dương rồi. Quảng Ninh với Lâm Đồng. Còn 10 giây, nhanh, trái. Em vô Đồng Tháp luôn đi. Quảng Ninh với Lâm Đồng, chị nghĩ là Quảng Ninh đó. Vô Quảng Ninh đi. Quảng Ninh đi, Quảng Ninh đi. Một cái thôi. Một cái không bị chia ra. Nếu không ăn. Ồ, hết giờ. Anh sẽ công bố đáp án Lâm Đồng. Đáp án Lâm Đồng đúng hay sai? Trời. Wow. Tiếc quá. Nãy con nghe nhắc đến tên Lâm Đồng rồi mà không ai lựa chọn hết. Tiếp theo. Thôi lỗi. Anh sẽ công bố đáp án Bình Dương. Nếu đây là đáp án đúng thì hai vị trí còn lại các em hiểu số phận mình đi về đâu. Bình Dương đúng hay sai? Đây là đáp án sai. Điều đó có nghĩa là một trong hai Đồng Tháp và Quảng Ninh sẽ là đáp án chính xác. Anh sẽ công bố cả hai đáp án này cùng một lúc. Xin mời. Quảng Ninh có tới 4 thành phố trực thuộc lận kem à, chứ không phải là 2. Còn lại 2 chị em, mời về chỗ. Xin mời, trong tố. Thôi bây giờ, cái nào mà chắc chắn là mình đứng 3 người trong đó. 3 người. Đúng rồi, cái nào chắc chắn thì đưa đội trưởng và 2 người vào ha. Loài cây nào được nhắc đến trong bài hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội? Bắt đầu. Ai biết bài này không? Cái bàn và cái sóng. Không, không phải, phải. Còn 10 giây, nhanh lên, chạy. Anh cho cái bàn đi, cho cái bàn đi. Nhanh lên, không, nhanh không. Lên. Nghe đi, cây cơm nguội vàng, cây bàn lá đỏ, hai cái. Cây cơm nguội. Cây cơm nguội. Cây bàn, cây bàn. Cây bàn, quay ra vô. Đây. Hết giờ. Nãy em đang phân vân cây sấu đúng không em? Anh công bố cây sấu trước cho em đây. Sẽ công bố đáp án cây bàn. Chính xác. Tiếp theo, cây gạo và cây cơm nguội. Anh công bố cùng một lượt. Xin mời. Và đáp án đúng là cây cơm nguội. Chúc mừng cả đội. Hai đáp án mà các bạn lựa chọn đều chính xác. Mời về chỗ. 10 triệu đồng. Nói vậy thôi, cũng đừng vì vậy mà mình bị xuống tinh thần em nha. Nào, mời các em nhìn lên những chiếc két sắt của chúng ta. Còn 3 cái két sắt sáng đèn mà thôi. 3 đáp án mà trong đó chỉ có 1 đáp án là đúng. Mời các em. Người phát minh ra điện thoại di động là ai? Bắt đầu. À, câu này em có nhớ, em có đọc. Em biết hả? Số 1. Số 1 hả? Rồi, thẳng tiến như vậy. Nếu như không chắc chắn, hai chị em có thể chia ra nha. Dạ, em có đọc báo. Chắc mơ vẫn còn thời gian. Không biết đâu đó. Dạ. Hy vọng rằng em vẫn nhớ được nha. Louis Pasteur, anh sẽ công bố đáp án này trước. Đây là đáp án sai. Ông được xem như là cha đẻ của ngành vaccine và đặc biệt là ông phát minh ra cái vaccine để ngừa bệnh dại á. Còn lại hai đáp án, Robert Koch và Martin Cooper. Hai đáp án này chắc chắn sẽ có một cái đúng. Vậy thì cái nào đây? Xin mời. Chúc mừng. Đó là đáp án chính xác. Robert Rock là một vận động viên đánh gôn.
Con người phát minh ra điện thoại di động đó chính là Martin Cooper. Hai chị em chúc mừng 10 triệu đồng đã mang về cho đội của mình. Và bây giờ xin mời đội chấm tố. Mời các em xem câu hỏi. Quốc gia châu Á duy nhất trong top 20 nước dẫn đầu về an toàn thực phẩm trên thế giới năm 2019. Bắt đầu. Singapore hoặc là Singapore đúng không? Singapore là đứng nhất. Singapore. Chắc không? Chắc. Câu này không chắc nha. Không chắc. Em chắc là ba người vô Singapore đi, hai người qua bên Nhật Bản. Yeah. Ok. Singapore. Chắc đúng không? Vô Singapore. Đi. Vậy một người vô Nhật Bản hả? Người vô Hàn Quốc. Các bạn nên lựa chọn cái vị trí an toàn nhất cho đội trưởng. Không chia luôn hả? Không chia Hàn Quốc hả? Chia đi. Hết giờ. Muộn rồi, các em ơi, muộn rồi. Các em chọn Singapore, Nhật Bản và các em bỏ trống vị trí của Hàn Quốc. Hồi nãy hai em định đi qua Hàn Quốc, tức là giây phút cuối cùng đó, thì các em cho rằng Hàn Quốc mới là đáp án đúng so với Nhật Bản đúng không? Tại đội trưởng kêu đổi đáp án qua kia. Tại sao không một người chia ra, đúng không? Đúng rồi. Một người chia ra thì chúng ta vẫn có cái cơ hội hơn. Còn bây giờ nói lỡ như Hàn Quốc là đáp án đúng là nguyên đội mình đi về hết. Công trình hai câu đầu mình chơi quá xuất sắc. Mà lỡ bây giờ mà chọn sai một cái thì cả đội phải chia tay, đáng tiếc vô cùng. Còn anh thấy ở vị trí Singapore rất là nhiều ý kiến tán đồng cái vị trí này. Vì sao? Em trai nói anh nghe. Vì Singapore là một nước rất là nhỏ, nhưng mà nói về thực phẩm và nói về đường phố thì Singapore em nghĩ nó đứng số 1. Tại vì em đã từng tìm hiểu rồi. Cái việc mà Singapore là một đất nước sạch và xanh thì chúng ta biết. Nhưng mà còn cái về mà cái sự an toàn thực phẩm đứng đầu thì đúng hay không? Em có từng đọc qua thông tin này chưa? Dạ rồi anh. Rồi luôn hả? Em đã từng tìm hiểu về Singapore và... Hy vọng rằng em đúng nha. Anh sẽ công bố đáp án đầu tiên là Hàn Quốc, không ai chọn cả. Xin mời. Đây là đáp án không chính xác. Còn lại Singapore và Nhật Bản chắc chắn sẽ có một cái đúng và một cái sai. Vậy thì cái nào đúng? Ai sẽ được ở lại cùng với chương trình? Xin mời đáp án. Chính xác là Singapore. Bảng xếp hạng top 20 này là tạp chí The Economic của Anh. Xếp hạng Singapore là đất nước dẫn đầu về cái độ an toàn thực phẩm. Chúc mừng các em, mời các em bước ra đây. Các em vừa mang về cho đội của mình 15 triệu đồng. Cái chuyện mà mình phải chia tay với hai thành viên là cái điều hiển nhiên. Không khác được, là bởi vì cái luật chơi của chương trình là như thế. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp lại với hai người bạn tại căn phòng trống. Chào các em. Chào anh ạ. Sao nhìn mặt buồn vậy hai đứa? Ổn không? Chào ổn anh. Chúng ta có một cái quyền hồi sinh, được hồi sinh một trong hai người bạn ở đây. Các em muốn nói gì với đội trưởng nào? Anh Thuận Nguyễn hãy cố gắng, quyết tâm. Em chỉ muốn nói vậy thôi. Không muốn dạ, được hồi sinh quá. Sao? Dạ muốn, nhưng muốn mà luôn. Nếu mà em có cơ hội đó thì em sẽ quyết tâm, cố gắng. Còn em trai? Đối với em á, đội em là em tin tưởng hết mọi người. Nên nói chung là dù đội trưởng có cứu ai thì em cũng tin tưởng là đội em sẽ chiến thắng. Cảm ơn các em, cả đội rất đồng lòng với nhau. Tạm biệt các em nha, một lát nữa các em sẽ hội ý để cứu một bạn. Mời các em về chỗ. Thưa quý vị, kết thúc vòng thi đầu tiên, đội dân tố thật sự xuất sắc. Họ đã bảo toàn được có 5 thành viên đến với câu hỏi số 3. Và 3 người đã chọn đáp án đúng. Và tổng số tiền mà các bạn tích lũy được sau vòng 1 là 30 triệu đồng. Chưa hết, đội trưởng vẫn còn đây. Cộng thêm 10 triệu nữa là 40 triệu đồng. Số tiền rất cao. Còn với đội số đỏ, số tiền thưởng mà các em tích lũy được là 18 triệu đồng. Cộng thêm 10 triệu từ đội trưởng Cao Thái Hà nữa là 28 triệu đồng. Nhưng các em thân mến, quan trọng là các bạn phải chiến thắng được cái vòng thứ hai này thì các bạn mới mang được số tiền mà các bạn vừa mới có ra về. Cho nên cả hai đội cứ tiếp tục giữ vững tinh thần của mình như thế. Thưa quý vị, hãy nghỉ giải lao ít phút trước khi bước vào vòng 2 của chương trình nhé.